Ờ à, xin lỗi, anh chị cần gì ạ? À? Ờ à, tôi về nhà thăm ba tôi. Mà cô là ai vậy? Ờ à, tôi là Osin. Ừ thôi, mời anh chị vô nhà. nhà mình có khách nè thưa ba thưa ba thưa ba hôm nay con đưa vợ với con trai của con về để thăm ba và muốn thưa chuyện với ba anh còn cần gì trong cái nhà này nữa con muốn xin ba bỏ hết tất cả mọi chuyện để cho con và vợ con được làm tròn bổn phận đào hiếu với ba tốt vậy sao chứ không phải anh cần tài sản trong cái nhà này à không phải đâu ba tiền bạc đúng là quan trọng thiệt nhưng mà tình cha con tình ông cháu còn quý hơn ba anh khỏi phải dạy khôn tôi nếu chỉ vì lý do đó thì coi như tôi đã giải quyết xong rồi thôi anh chị về đi con con đến đi con anh chị ra khỏi nhà tôi ngay đi đừng để tôi đặng lời thêm nữa em ơi dạ sao anh tiễn khách mình đi em thì tại sao em biết anh sống cô độc một mình Cứ mặc kệ tụi nó đi Ủa Mà sao em nói anh sống cô độc Chẳng phải anh đã có em rồi sao Tụi nó thương yêu gì anh Nó thương là thương cái gia tài trong cái nhà này nè Em yên tâm đi Gia tài trong cái nhà này là của em Anh đối thằng nào con nào Mà vô để giành được của em đó Là anh nói đó nha à anh nè hả? ba má nói là căn nhà xây xong rồi muốn vợ chồng mình về giữ tân gia nhất là anh đó vậy hả ừ. vậy thì em chuẩn bị đi à dạ em coi coi ba má còn thiếu gì cần cái gì không để em mua mình ở đây á đâu biết ba má thiếu gì cần gì cứ gửi tiền về cho là xong hả à ba em nói á nhà mình xây xong là đẹp nhất sớm luôn á ai cũng nói ba má em có chàng rể tốt á <laughs> cái nhà đó là cái gì đối với anh Giống như cây đa rụng dài lá thôi mà Vậy hả <laughs> Vậy thì anh rụng cho em thêm dài lá nữa đi <laughs> ừ. Em cần nhà để làm gì ừ, Không Ý là em không có cần nhà ờ, Em chỉ muốn xin anh nó một ít tiền Để lận lưng Lỡ khi này khi khác Mà anh cho tiền em Cũng giống như gỡ vô ngân hàng thôi Có mất đi đâu <laughs> Tưởng chuyện gì Em muốn bao nhiêu cũng được hết á Còn bây giờ nè <laughs> Em lên trên trển massage cho anh cái đã ừ, Hoài không mệt hả Gừng càng già càng cay mà em <cười> <cười> Đi nhanh lên Anh không ngờ Ba anh lại hất giọt nước cuối cùng như vậy anh cũng không còn điều gì để ân hận nữa em cũng không có gì để ân hận hết là ba không cần chúng ta chứ không phải chúng ta là những đứa con bất hiếu để cho con mình lớn em sẽ đưa con lên chùa thăm má nha anh ờ anh đã nói với má rồi má vui lắm em à thôi em với con lên lầu nghỉ ngơi đi Ừ. Cục cân của ba lên ngủ ngon nha ừ. Vậy là gia đình mình đông đủ rồi Chỉ thiếu đệ tứ chồng Mỹ Dung thôi ừ. Ừ. Hôm nay Chú Tư Hòa tới đây Có điều muốn nói với các con nè Anh Thật ra chú Tư muốn nói chuyện với các con Về nguyện vọng của má con Và chú Hiện giờ thì chú độc thân Còn má các con á thì cũng đã mãn tang ba các con rồi. Các con thì cũng đã có vợ, có chồng hết rồi. <laughs> Vì vậy, má của con và chú muốn tiến tới hôn nhân để làm bạn già với nhau, giúp đỡ nhau vui vẻ trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Ý các con thấy sao? Con ủng hộ cho má với chú. Chú cảm ơn con. <laughs> cảm ơn con còn vợ chồng quốc hùng thì sao con dạ con thì tùy má thôi má ừ con nghĩ là bạn già thì cứ làm bạn già việc gì mà phải tính đến chuyện hôn nhân hả chú thì cũng phải danh chánh ngôn thuận chứ con chuyện gì ra chuyện đó đàng hoàng chứ con chứ không lẽ tự nhiên rồi má con với chú lẳng lặng ở chung nhà với nhau như vậy coi sao được ừ. <laughs> làm bạn già thì cứ làm bạn già rồi đi du lịch, đi chơi Xong rồi ai về nhà nấy Khỏi phải phiền hà hay là Phiền lòng ai hết, đúng không á Rồi những lúc ốm đau làm sao con Phải giúp đỡ, động viên nhau, chăm sóc nhau nữa con Nhưng nếu khi mà má và chú ở chung một nhà Rồi lỡ hai người già yếu Không động viên chia sẻ với nhau được Lúc đó chú sẽ tính sao Ờ, à, thì lúc đó Má với chú phải nhờ đến các con rồi Vấn đề lợi chỗ đó đó má Chú thì không có con cái gì ở đây Cho nên là chú muốn mượn cô hôn nhân này Để nhờ giả con cái của má Trước mắt là bạn già thôi má Quốc Hùng Em nói như vậy là không được Vấn đề là chú với lại má Muốn có một gia đình Hùng mà Ở độ tuổi nào Thì người ta cũng muốn có tình cảm Phải có người bạn đời Thứ tình cảm đó Không có tình cảm nào thay thế được Em có hiểu không? Nhưng mà người ta cưới vợ lấy chồng Là để sanh con đẻ cái Rồi sau này nương tựa tuổi già còn đằng này má và chú Có đẻ con được nữa hay không Hay là lúc đó phải nhờ giả con cái của má Như lời của má nói Quốc hùng à Thế em nghĩ má và chú muốn cưới nhau Thì cứ để má và chú cưới nhau đi Miễn sao má và chú vui vẻ hạnh phúc là được rồi Mình là phận con cái Nên nghe theo thôi anh à Em nghĩ má và chú vui vẻ được bao lâu Hay lúc nằm chầm bẹp xuống Rồi vui vẻ kiểu gì Quốc hùng à Chú à Theo con á Muốn làm bạn thì cứ làm bạn nhà ai nó ở con ai nó nhờ khỏi phải phiền lòng ai dướng bận gì hết đó chú <laughs> chú biết quốc hùng lo xa ai rồi cũng đến cái đoạn cuối của cuộc đời má con và chú cũng đã nghĩ đến điều đó cưới nhau xong má con sẽ về ở chung nhà với chú căn nhà đó trước đây chú thuê nhưng mà bây giờ chú mua luôn rồi <laughs> tiền ăn tiền sinh hoạt hàng ngày thì có lương của chú chú không có để cho má của tụi con phải thiếu thốn khổ sở đâu còn tiền dưỡng già thì có 3 tỷ mà tụi con đang mượn của chú đó nếu mà chú chết trước đó thì má của tụi con lại về nương nhờ với tụi con còn nếu chẳng may mà má con chết trước đó, thì thật tình mà nói chú không dám làm phiền tụi con đâu chú không làm phiền tụi con thì chú làm phiền ai chú có tự lo cho mình được không hay là tới lúc đó người ta sẽ nghĩ tụi con là không biết cách chăm sóc cha dượng <laughs> hùng sao cái gì em cũng nói được hết vậy chị nghĩ em nói có đúng hay không chị có thể bỏ mặt người mà chị gọi là cha dượng hay không chị thì đi lấy chồng ở riêng gánh nặng này sẽ thuộc về ai em nghĩ là tốt nhất đừng nên dính líu gì hết còn món nợ mà con nợ chú ba tỷ chú muốn lấy lúc nào cũng được con sẽ trả cho chú cả vốn lẫn lời hùng con không được nói với chú những lời như vậy chú con nghĩ là chú nên biết mình biết ta để tụi con còn tôn trọng chú tốt nhất là chú đừng xuất hiện trong ngôi nhà này nữa còn nếu muốn hẹn hò với má con đi ra đó mẹ mà Mai mày anh má má tại sao à. lại đánh con như vậy má chú thấy chưa vì chú mà má đánh con tốt nhất chú đừng gây rắc đó cho gia đình này nữa không má đứng lại đứng lại đó nếu như bây giờ mà nói chú tư hòa chính là cha ruột của con thì con nghĩ sao hả cái gì cái gì vậy mấy anh tại sao lại nói như vậy em đừng nóng giận mà nói cái điều không có thật như vậy em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói nghe chưa đó là điều hệ trọng không phải muốn nói gì nói đâu anh cũng không biết gì đâu ngồi xuống đi con ngồi xuống ngồi xuống anh ngồi xuống đi Má. ngày ở quê má chú tư hoài và ba của con đều là bạn học chung trường chung một lớp lúc đó chú tư hoài yêu má nhưng biết má yêu ba con nên chú đã tự trọng mà rút lui sau khi ba cưới má cảm kích trước tình bạn ba đã giới thiệu cô thục quyên là em họ của ba cho chú tư hòa khi chú tư hòa đi tu nghiệp ở nước ngoài thì cô tục nguyên mới biết mình mang thai cái gì thục nguyên có thai Có thai với tôi à <laughs> trời ơi tại sao ngày ấy không có ai nói cho tôi biết hết vậy tại vì ngày đó ba má anh không đồng ý cưới thục nguyên rồi thục nguyên lại nghe nói là anh có người con gái khác ở bên đó Nên Thuật Quyên đã im lặng chia tay Và giấu luôn cái thai trong bụng Trời ơi Tất cả đều là hiểu lầm Lỗi tại tôi Tôi yêu Thuật Quyên Mà không bảo vệ được người yêu của mình Ba Ba kể tiếp đi ba Để giấu cái thai trong bụng Cô Thuật Quyên phải bỏ quê lên thành phố sinh sống không may sau khi sinh quốc khủng cô thục quyên bị nhiễm trùng máu qua đời bà má được quốc khùng việc với nuôi theo nguyện vọng của cô thục quyên bà má đã giấu cho tư quả và giấu luôn với mọi người về đứa con của cô ấy hồi ấy má cũng đã mang thai và cái bụng đã lớn nhưng cái thai nó hư hơi cho nên ai cũng tưởng quốc hùng là do má sinh ra cũng sao lần hư thai đó mà vĩnh viễn không mang thai được nữa bà má ích kỷ sợ chú Tư hòa giành lại con nên bà má làm mặt giận không cho chú Tư hòa tới nhà mình nữa cho đến khi ba con mất thì chú Tư hòa mới dám đến và thắp hương cho ba của các con trời ơi không bao giờ ngờ được chuyện lại là như vậy. Hèn chi khi nhìn thấy quốc hùng, tôi thấy có một chút gì đó giống thụ Tôi đã hỏi mai anh, mà mai anh cứ gạt đi, không cho tôi hỏi nữa. Mà xin lỗi con, Mà xin lỗi vì đã đánh con ma sợ con bất hiếu với cha nên má đã mất bình tĩnh ma xin lỗi con bây giờ con đã biết hết mọi chuyện rồi nếu như con không tin thì con con đi xét nghiệm adn với ba con đi còn chuyện của má với chú Tư Hòa thì tùy các con nhưng mà quốc hùng nhất là con đó con phải suy nghĩ thêm đi má và chú Tư Hòa bây giờ là ba của con và vợ chồng con có thể ở chung được với nhau không má có thể ở chung được không con vì má nói thiệt nếu như bỏ con bỏ cháu mà đi theo chú Tư Hòa thì má làm không được con ạ à. bây giờ má đây các con quyết định thay má Alo, Thanh trà đó hả? Dạ. Ba nghe đây con. Sao giọng của ba buồn vậy? Ba có ốm đau gì không? Ba không sao đâu con. Mà con gọi cho ba có chuyện gì không? Dạ, con gọi để hỏi thăm sức khỏe của ba thôi. Dạ, cũng muốn báo cho ba một tin, nhưng mà không biết có nên hay không. Tin gì mà nên với không con? Tại má con. Má con làm sao? Bảy không khỏe phải không? Dạ không phải. Má con đi lấy chồng rồi ba trời ơi tưởng chuyện gì ba với má đã ly dị rồi thì má con đi lấy chồng đó là chuyện đương nhiên ba chúc mừng cho bà ấy vậy mà con lại sợ ba lại buồn vui buồn bây giờ có ý nghĩa gì nữa với ba đâu con má con đi lấy chồng rồi bây giờ con ở một mình phải không dạ nên là con muốn ba qua ở với con được không ba cảm ơn con nhưng mà rồi đây con cũng sẽ đi lấy chồng mà Con đi lấy chồng rồi Ba ở với ai Con không lấy chồng đâu Sao con lại nói như vậy Má con lấy chồng thì không biết chán Con chưa lấy chồng thì chán sao Mới yêu đã thấy chán rồi Nói gì tới lấy chồng Tại con chưa gặp một nửa đích thực của mình đó thôi Làm gì có một nửa đích thực mà gặp Đó chỉ là một cách an ủi mình Của người đời thôi ba Không đúng để khi khác cha con mình tranh luận về chuyện này. Mà lúc này công việc làm ăn của con á, có ổn không? Dạ, dạ ổn. Con á, đã mua được nhà riêng rồi đó ba. Có vườn trái cây nữa. Ba qua đảm bảo sẽ thích lắm. Thôi được rồi. Sang ở thì ba không có hứa được. Nhưng mà để ba sắp xếp á, sang thăm con một ngày gần đây. Dạ, ba hứa rồi đó nha. Ba hứa, nhưng mà thôi. Ba sẽ gọi lại con sau nha. Dạ. Bây giờ ba đang bận chút việc Dạ, vậy con chào ba nha Ừ à, Nếu mọi chuyện suôn sẻ Cưới xong Mình sẽ đưa Mai Anh đi Úc một chuyến Chắc con gái mình cũng sẽ bất ngờ lắm Anh cũng lạ Lẽ ra anh nên vui Vì anh biết mình còn có một người cha mới đúng chứ Một người đã bỏ rơi má mình Và mình cách đây hai mươi mấy năm Thì em nghĩ là có xứng đáng làm cha hay không nhưng chú ấy đâu có biết được sự ra đời của anh Vậy còn má thuộc quyền của anh thì sao Nếu như má của anh không bị bỏ rơi Thì vì má của anh phải giấu cái thai ở trong bụng Hơn nữa nói cách khác Anh là một đứa con quan Không cha, mồ côi mẹ Giả dạ lại, nếu như má của anh được sinh đẻ Và mang thai đàng hoàng Thì má anh đã không chết Nhưng chú và má nói má của anh hiểu lầm kia mà Anh không tin là như vậy Nếu như ông ấy yêu má anh Thì ông ta phải tìm mọi cách để giải thích cho má anh hiểu chứ không phải để cho má anh chết rồi ôm cái mối hận thù đó được em hiểu không Dạ mà má đừng nói ra những điều này má biết quốc hùng khó chấp nhận chú tư hòa là cha đẻ nhưng sự thật vẫn là sự thật con à còn chuyện của má về chú tư hòa má cũng đã suy nghĩ lại rồi má và chú chỉ nên làm bạn vậy thôi không cưới xin không hôn nhân gì hết con không cần phải suy nghĩ nhiều đâu thôi hai đứa lên lầu ngủ sớm đi chuyện của má và chú tư hòa em nghĩ mình nên động viên hai người đến với nhau vì dù sao má nuôi và cha đẻ cũng là cha mẹ của anh chúng ta phải có trách nhiệm phụng dưỡng cả hai người anh à phụng dưỡng thì nói làm cái gì mà thôi từ nay em đừng nhắc tới chuyện này nữa Em cẩn thận vì cô ta vẫn dùng số điện thoại lạ Mạo danh em nhắn tin cho anh Và chắc là cũng sẽ làm ngược lại như vậy đối với em Má Ủa Con Dạ thưa má con mới tới Dạ Ờ à. thưa con chào má Vô đây đi Vô đi em Ngồi đây đi con <laughs> sinh con rồi có da có thịt đẹp hơn đó con dạ con cảm ơn má vợ của con mà má gái một con trong mòn con mắt đó mà sao hai đứa không ẩm bé bo lên thăm cô dạ dạ tụi con cũng tính ẩm cháu nội lên thăm má nhưng mà bà ngoại cản bà ngoại nói cháu còn nhỏ quá lên chùa sợ nhan khối dạ không có tiện ờ bà ngoại nói đúng đó con Dạ má Đây Đây là hình bé Bo nè má <laughs> Ôi trời ơi Nó giống y như ba nó hồi nhỏ hả Thấy ghét ghê chưa Dạ bé Bo ngoan lắm má Bú xong là ngủ liền à Không có quấy gì hết á Nói trộm gì á, Những đứa bé như vậy á Phỏng phao mau lớn lắm Dạ Mà con có đủ sữa cho em bé không Dạ đủ má nhưng mà bây giờ con đã bắt đầu cho bé bú sữa ngoài rồi ít bữa nữa con phải đi làm thì bà ngoại ở nhà sẽ pha sữa cho bé bú cũng may là còn có bà ngoại ờ à, mà ba con biết tụi con có em bé chưa? Dạ ba biết rồi má nhưng mà ba không cần con cho nên cũng không cần cháu để coi rồi ông sẽ sống với ai ờ à thôi má má con mình đừng nhắc tới ba nữa nghe má ờ à, thôi hai đứa theo cô vô chùa lễ phật đi con dạ đúng là trời ban em cho anh <laughs> anh sống với bà ta bao nhiêu năm mà chưa bao giờ bà ta chiều anh như vậy vậy á thì anh phải đền bù em thiệt là xứng đáng đó nha được rồi mà anh cho em cũng nhiều rồi em có còn thiếu cái gì nữa đâu em định á kinh doanh mua bán vàng bạc á chứ ở nhà chờ anh đi làm về dài cổ buồn muốn chết luôn à nhưng mà từ trước tới giờ á em chưa kinh doanh cái nghề này mà cái nghề này không rành á ra đường người ta lường gạt chết ừ, vậy thì à, anh cho em đầu tư vô sàn vàng mua bán cổ phiếu giống như anh đi ừ như vậy á Hai vợ chồng làm chung phải vui không? <laughs> không Em muốn làm riêng à Để anh biết á, là em có năng lực kiếm ra tiền Chứ không phải nhờ giả vô anh Thôi được rồi Sắp tới á, Anh sẽ rút hết vốn trong thủy sản ra ừ. Anh sẽ đổ vốn vô sàn vàng Rồi Anh sẽ cho em một số cổ phiếu Để em tập tành làm ăn Một số? Một số là bao nhiêu? Để anh tính lại coi nếu mà ít á là em không lấy đâu á <laughs> Anh có còn ai ngoài em nữa đâu Mà em tính ít chứ nhiều Rồi anh hứa đó nha Anh hứa <laughs> Tôi hiểu ý mày anh Như vậy là từ tình đầu cho đến tình cuối Tôi đều bị mấy anh từ chối Anh hãy hiểu cho tôi Tôi không thể nào làm khác được Thằng quốc hùng tới bây giờ vẫn từ chối. Và phản đối quyết liệt đúng không? Ngược lại, quốc hùng nó chỉ buồn. Mấy ngày nay nó nằm dùi trong phòng. Tới hôm nay thì hai vợ chồng nó mới chở nhau đi làm đó. À, tôi hiểu rồi. Chào mấy anh, tôi về. Dạ, anh về. Anh về Anh có thể ôm em một cái được không? <laughs> Như vậy là mình đã nhận bàn giao rồi Nhưng khi nào mình mới làm lễ khánh thành hả Mi Dung Dạ để cho anh đại tứ về Rồi mình sẽ làm lễ khánh thành và hoạt động luôn chú cho tuyển thêm công nhân giúp con hàng thì mình đã có sẵn rồi chỉ chờ nhập về thôi còn chuyến hàng đầu tiên á thì mình sẽ xuất đi Mỹ à, vậy thì tốt quá chú à chú làm cho con mỹ dung con sao vậy à, chị hai chắc là mỹ dung ấy quá sức hoặc là đúng gió đó. đó đưa chị đi bệnh viện đi anh tại chị lạnh quá trời rồi nè ôi ờ, ờ, con cũng ngất rồi con ngất rồi bé, bé của đi cấp cứu đi Dì Nam ơi Dọn ăn đi dì Dạ Dì dọn cơm cho tôi đi Không có ba tôi ở nhà Là người ta lại vi du Không có về ăn đâu mà chờ Sao cô lại nói gì mình như vậy Tôi nghĩ bà chủ không phải là người như vậy đâu Dì thì biết cái gì mà nói Dạ con nghe nè ba Ủa gì con đã đi đâu mà ba gọi hoài không được gì con Người ta đi đâu làm sao mà con biết được hả ba Mà ba gọi không bắt máy hay là không gọi được Máy không gọi được con à Vậy là chắc tắt máy rồi đó ba ơi Tắt máy là sao hả con Ôi thiếu gì lý do hả ba Chừng nào ba về con sẽ nói cho ba nghe Con nói như vậy là ở nhà có chuyện gì rồi đúng không Thì ba cứ về đi đã phải tai nghe mắt thấy nếu không thì ba lại nói là con bài trò rồi bị chuyện nữa thôi được rồi nhưng nếu cô ăn nói không có căn cứ thì con đừng có trách ba đó nghe chưa Theo kết quả siêu âm thì cô đã có thai 3 tuần Bác sĩ nói sao Tôi có thai ừ, Tôi đang kế hoạch mà Cô dùng phương pháp gì để kế hoạch Tôi dùng phương pháp tính theo chu kỳ Thường theo phương pháp tính theo chu kỳ Thì chỉ đảm bảo xác suất 90% mà thôi Theo kết quả thì cô đã có thai cô về uống thuốc theo đơn và tuần sau tới khám nha tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ chúc mừng cô nha đúng là ông trời hiểu lầm người mình định xây xong nhà máy sẽ sinh con bây giờ ông trời đã cho sẵn ảnh mà biết tin này chắc sẽ mừng lắm ủa bà chủ điện thoại bà chủ để ở đâu mà má bà chủ gọi điện thoại bàn ở dưới kia à. điện thoại tôi hết pin chị xuống cúp máy để tôi gọi lại cho mẹ tôi dạ hèn gì ông gọi bà không có được đã vậy còn bị cô thanh tú hiểu lầm nữa Má nghe nè con Má gọi con có gì không má Má nghe vợ chồng Quốc Hùng nói con có thai Má mừng quá má điện cho con nè Ủa mà sao con có thai mà con không biết vậy Dạ Tại vì con không có để ý chu kỳ Với lại con cũng bận quá Nên là không có hay Bây giờ biết rồi Thì phải lo mà gìn giữ nghe không con Đàn bà mình không gì hạnh phúc bằng chồng với con đâu Dạ con biết rồi mà má Biết rồi phải lo ăn uống đó nghỉ ngơi điều độ giữ gìn sức khỏe cho hai mẹ con nghe chưa với lại đừng có để bị tụt đường huyết giống như ngày hôm nay nghe nhất là đừng có tham công tiếc việc đó dạ con biết rồi với lại bây giờ công việc của con á cũng đã ổn rồi má không cần phải lo lắng cho con nhiều như vậy nữa đâu còn chuyện của má với chú tư hòa kìa con nghĩ á má đừng có tù hôn chú má thì còn có tuổi con còn chú á có một thân một mình à má má biết rồi khi khác má con mình nói chuyện đó nghe Nè Nhớ mua thêm sữa dành cho bà bầu uống Cho đủ chất nha con Đừng để cái thai suy dinh dưỡng là không được đâu đó Con biết rồi mà Má yên tâm đi Con cúp máy nha Alo Em đây Em vừa tính gọi cho anh nè Mấy em bị sao vậy Mà gọi nãy giờ không được vậy Máy của em hết pin Em định sạc pin một chút rồi sẽ gọi cho anh Có đúng là em quên sạc pin hay không Hay là đi chơi với chàng nào Rồi tắt máy Ai mà thèm đi chơi với bà bầu hả anh Em nói vậy là sao chứ <laughs> Em có baby rồi Hôm nay á em vừa nhận bàn giao nhà máy xong Thì em bị choáng Nên là Quốc Hùng và Như Thủy đem vô bệnh viện Bác sĩ nói Em có thai 3 tuần rồi <laughs> Em nói thật sâu Vậy là em có thai đúng vào đêm trước Ngày anh đi Mỹ Em giỏi quá Thì em đã nói với anh đó Là xong nhà máy thì em sẽ sinh con mà à. Em biết không Anh vui quá, hai tên vui lẫn. Nhà máy hoàn thành Rồi em cũng có thai Anh cảm ơn em nhiều lắm à, Mà, mà nè em Em phải lo ăn uống và giữ gìn sức khỏe Đừng có để bị chó nữa nghe chưa em Em biết rồi Vậy khi nào anh về à, Chắc khoảng uh, 10 ngày hoặc nửa tháng là anh mới về được em à Anh đó Thu xếp công việc nhanh nhanh đi Bây giờ không phải là một người chờ anh về đâu đó nha Anh biết rồi à, Anh nhớ và thương em vô cùng Thôi bye bye em Bye <laughs> em Bye bye anh <laughs> bữa nay anh sao vậy em thấy anh lạ lắm đó ờ à, không đâu có gì đâu không có gì sao em thấy anh cứ ngồi thẫn thờ vậy nè Ê. anh mà có mơ tưởng tới ai á thì coi chừng em nói nghe, à. nghe chưa nghe chưa nghe à, 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 dạ. chưa <laughs> <laughs> được rồi bây giờ anh có điên á anh mới mơ tưởng tới người khác ai biết được Ê. coi chừng em đó à, anh biết rồi anh chỉ có vợ anh thôi à vậy là một năm má có hai đứa cháu nội ngoại đầy đủ vui quá anh ha <laughs> đúng là như vậy cho nên không biết má còn buồn gì nữa mà phải đi lấy chồng chứ nhưng nếu có ông có bà thì má sẽ vui hơn em nghĩ anh nên chủ động nói chuyện này với má đi em đó nhiều chuyện quá <laughs> Alo, là ba đây. Sáng mai, Chủ nhật. Con có rảnh không? Ba muốn gặp con một chút. Có chuyện gì? Thì chú cứ nói đại đi. Con vẫn không chấp nhận ba là ba ruột của con sao quốc hùng. Tôi chỉ có một người cha thôi. Và cha tôi ông ấy đã chết rồi. Chỉ lại, nếu như chú có đầy đủ vợ con, gia đình đàng hoàng, thì liệu chú có còn nhớ tới tôi hay không? Tốt nhất, chú đừng nói gì tới tôi nữa hết. Ba xin lỗi con. Tất cả chỉ vì má con hiểu lầm ba thôi. Mà ba thì không biết có sự ra đời của con. Vậy thì coi như chú không biết gì đi hả? Em không ngờ anh lại cố chấp và ích kỷ tới vậy. Anh là người như vậy đó. Nếu em thật sự không hiểu anh thì đừng nói ra nói vào gì hết. alo con chào chú mỹ dung hả dạ con làm chú bất ngờ quá chú tư à con gọi cho chú là để muốn nói với chú chú với má con cưới nhau đi chú cảm ơn con nhưng mà bây giờ mọi việc không còn đơn giản như trước nữa đâu con à chú à có gì đâu mà không đơn giản chú quốc hùng á rồi cũng sẽ vượt qua cú sốc này thôi Trước đây nếu chú cưới má con Thì chú chỉ là cha dưỡng của nó Còn bây giờ chú đã là cha đẻ của nó rồi Mà cha mẹ kết hợp với nhau Thì càng tốt mà chú Chú cũng rất là mong muốn như vậy Nhưng mà phải có thời gian Để cho quốc hùng nó bình tâm lại con à Chứ bây giờ chú và má con cưới nhau Càng làm cho thằng quốc hùng nó sốc hơn Thôi Vậy thì tùy chú với má nhưng mà nhất định chú và má phải cưới nhau cuộc đời này ngắn ngủi lắm hạnh phúc á không có dễ tìm đâu chú à chú hiểu chú cảm ơn con nhiều lắm Chị ơi, chị cho em hỏi mẹ của chị Thu Minh đi đâu rồi ạ? À? à, cô hỏi bà hai chứ gì? Bà hai bả đi nuôi cháu ngoại cho cô Thu Minh đi làm. Ờ à, dạ, vậy chị có biết nhà của chị Thu Minh ở đâu không? Nhà thì tôi không có biết. Mà nghe nói ở đâu chung cư á. Bây giờ nếu cô muốn á thì cô đi thẳng đến bệnh viện đa khoa á. Vì cô Thu Minh là bác sĩ làm gì ở đó. À. Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị. Ờ. À. à, chị Hả? ơi, chị có biết số điện thoại của chị Thu Minh không? tôi không có số của cổ à, thôi được rồi em cảm ừ. ơn chị anh tư sao anh không vô tập mà đứng đây làm chi vậy ừ anh không được khỏe hả chắc có lẽ tại anh mất ngủ cả đêm hôm qua đó chắc anh suy nghĩ nhiều quá rồi quá giấc cho nên ngủ không có được chứ gì sắp tới đây chắc có lẽ tôi sẽ đi út một thời gian anh qua bển làm gì sang thăm con gái đã lâu rồi hai cha con không gặp nhau cũng may là tôi mới vừa dạy xong chương trình của mình Như vậy cũng tốt Anh đi chơi cho khuây khỏa đầu óc cho thoải mái đi Ờ à, nhưng mà con gái của anh Ở bên Úc nó đang làm gì vậy Thanh Trà đang làm luận án tiến sĩ bên đó Rồi trợ giảng cho một giáo sư Mà đang dạy ngay trong trường của nó học Đúng là cha nào con nấy, Nó ở bên đó Cũng buồn lắm Nên nó muốn về Việt Nam chơi nhưng má nó không cho cho nên thôi trước khi đi tôi cũng muốn gặp quốc hùng một lần để cha con nói chuyện mong cho nó hiểu mà quốc hùng nó lại không muốn gặp tôi anh cứ đi chơi cho vui vẻ để em lỡ lời nói chuyện với quốc hùng quốc hùng được như ngày hôm nay là nhờ công nuôi dưỡng của vợ chồng mai anh mà nhất là mai anh tôi thành thật rất biết ơn hai người và tôi biết bây giờ tôi phải làm gì chị tại tôi tôi ích kỷ quá cho tới bây giờ mới nói cho anh biết mong anh thứ lỗi không có ai có lỗi cả ngoại trừ tôi mà nếu là riêng tôi tôi cũng sẽ làm như vợ chồng của mai anh mỹ dung mỹ dung chào anh lâu quá không gặp em thấy em khác quá em tới bệnh viện khám thai hả ờ à, tôi đi khám thai còn anh thì đi đâu đây ờ à, anh công tác ở bệnh viện này <laughs> anh làm việc ở đây sao tôi có nghe lầm không không có lầm đâu anh phụ trách tài chính của bệnh viện này ờ à, tôi hiểu rồi tại tôi bất ngờ quá thôi chào anh tôi đi trước Ok, cảm ơn Em, má đâu? Dạ Sao không kêu má xuống ăn cơm? Má ăn cơm rồi Đang cho bé Bo ngủ trên lầu á Ờ à. Dạ mình ăn nha Cơm hôm nay vợ nấu ngon quá Bữa nay biết nịnh quá <laughs> Em ăn đi Có chuyện gì với em Ai nhắn tin cho em vậy à, Không có gì à, Ăn cơm Nè Có phải ai nhắn tin cho em Để phá hoại hạnh phúc gia đình của mình không Hả Sao anh biết Có phải anh có tật giật mình không Tật giật mình cái gì Anh nhìn sắc mặt của em là anh biết rồi Anh biết chắc chắn 100% là ai nhắn cho em luôn đó có phải cô Thanh Tú không Mà vì sao cô ta nhắn cho em cũng thừa biết rồi Nhưng nếu như cô ta không bịa chuyện Mà sự thật là một trăm phần trăm Thì anh tính sao Cái gì mà sự thật một trăm phần trăm Em mới biết được câu chuyện thôi mà Em muốn kết luận vấn đề Em phải có bằng chứng và tìm hiểu nó chứ Em cũng đừng để mất mua người ta đó Đây anh tự xem đi là bằng chứng hay là người ta bịa chuyện cho anh trời trời đất cái gì anh vẫn hẹn hò với người ta hay là ai đó ghép ảnh quan cho anh đây đúng là bức ảnh người ta chụp anh với mỹ dung nhưng mà em nhìn kỹ đi có phải đây là gốc cây ở trước cửa phòng khám đa khoa bệnh viện mình hay không hay là ở công viên em nhìn đi sáng hôm đó mỹ dung tới để khám thai anh tình cờ gặp cô ta đứng hỏi hang vài câu thôi nhưng mà vấn đề quan trọng là ai là người chụp tấm hình này và gửi cho em cứ cho những điều anh nói là đúng đi nhưng mà giữa anh và mỹ dung còn cái gì nữa không mà để hỏi hang thân mật như vậy cái gì mà thân mật khổ quá anh đứng cách mỹ dung cả mét nhưng mà góc chụp Mới thấy gần gũi như vậy thôi Chứ không lẽ Ở bệnh viện Mà anh làm như vậy không sợ em với mọi người thấy hả Ừ Anh cứ chối tội của anh đi Nhưng có một sự thật rõ ràng là Anh vẫn chưa quên được Mỹ Dung Và bây giờ thì sao Hai người mà có cơ hội hả Là sáp lại với nhau Bất cứ lúc nào Bất cứ đâu đúng không Tại sao em lại suy diễn mọi chuyện quá lên như vậy Sự việc sờ sờ như vậy Mà anh nói là em suy diễn hả Sự thật gì Sự thật cũng có cả trăm ngàn sự thật mà em Tại sao em lại cố tình dơ đủ cả nắm như vậy <laughs> Rồi bây giờ em lại kết tội cho anh nữa Anh cứ chối tội đi Nhưng em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu Em không bỏ qua thì em làm cái gì Làm cái gì Là quyền của em Anh không cần biết Nhưng mà nếu như em kéo Mỹ Dung vào chuyện này Xúc phạm người ta nặng lời Thì Thì em sẽ không xong với anh đâu đó Đó Bây giờ thì anh lộ bản chất của anh rồi đó Mỹ Dung là cái gì Mỹ Dung là cái gì Mình phải bảo vệ Mỹ Dung như vậy Hả không là cái gì cả Nhưng mà anh phải bảo vệ Lòng tự trọng của anh Anh không thể để vợ của mình ghen tuông vô cớ Rồi tới xúc phạm người ta như vậy Ghen tuông vô cớ hả Bây giờ em hỏi anh Cái ảnh sờ sờ này nè Là cái gì Tại sao anh cứ quanh co Anh chối cãi Anh giấu đầu anh lòi đuôi như vậy Cái gì mà quanh co chối cãi Giấu đầu lòi đuôi Em không phải em muốn nói anh sao thì nói đâu đó Em Thôi thôi Hai đứa thôi đi Chuyện không có gì mà cứ làm ầm lên hả à. Hai vợ chồng này kỳ thiệt á Má à Chuyện đến nước này rồi Mà má kêu là không có gì hả Khi nào con thấy rõ mười mươi rồi hãy nói Nếu như mà sự thật đã rõ mười mươi á Thì đã kéo ra tòa ly dị rồi Chứ không phải là con còn ngồi đây Con nói chuyện như vậy đâu Ly dị ly dị Thích ly dị thì ly dị liền đi Kéo dài làm gì Con muốn nói cái gì á Thì con phải suy nghĩ trước sau chứ không phải chồng của mình rồi thì muốn nói gì thì nói. Con thôi, con lên lầu cho bé bo ngủ đi. Còn Tấn Trực, con lên thay đồ, chở má về bên nhà, đốt cho ba con nén nhang, hôm nay là ngày rằm, không thể để nhà cửa lạnh lẽo được. Dạ. Yeah. Không biết ai đã chụp được bức ảnh lúc anh đứng nói chuyện với em dưới gốc cây Trước cửa phòng khám thai Và gửi cho vợ anh Nếu người ta cũng gửi cho chồng em Thì em cứ thành thật mà nói Hay là Thanh Tú đã đi theo mình Không lẽ nó theo dõi cả khi mình đi khám thai Cảm ơn anh Nhưng từ nay anh đừng liên hệ gì với tôi nữa Alo, tôi nghe đây Alo, là tôi đây Tôi gọi để tạm biệt mấy anh Sáng mai tôi đi Úc Nè Anh nói đi là đi sao Mà rồi, chừng nào anh về Tôi cũng chưa biết nữa mai anh Vui thì ở lâu Còn không vui thì về sớm Mà visa du lịch á Thăm thân nhân chỉ cấp có 6 tháng thôi 6 tháng cũng là nhiều rồi À, nè Anh đã nói chuyện với thằng Quốc Hùng chưa Có, tôi đã nói rồi nhưng có lẽ phải có thời gian cho quốc hùng để nó suy nghĩ lại mấy anh à? à vậy là nó vẫn chưa chịu nhìn nhận anh là cha sao cái thằng này thiệt hết biết rồi thôi mấy anh cứ kệ nó đi nếu là tôi thì tôi cũng không dễ dàng gì chấp nhận tha thứ một người cha như tôi đâu à, anh à hôm qua quốc hùng xin tôi lập bằng thờ cho má nó có nghĩa là nó đã tin nó là con của thuộc quyên và anh rồi đó là một dấu hiệu tốt tôi hy vọng mối quan hệ của cha con tôi sẽ ngày càng tốt hơn tôi cảm ơn mai anh về tất cả <laughs> anh đừng nói chuyện ơn nghĩa ở đây nữa à mấy giờ anh bay để tôi kêu quốc hùng đưa anh ra sân bay nghe thôi mai anh đừng có ép con để tôi đi taxi cũng được mà <laughs> vậy thì thôi qua tới bển rồi thì anh hãy gọi điện về cho tôi nghe mai anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe mà nè nhớ đi tập dưỡng sinh đều đặn nó nghe chưa <laughs> tôi nhớ rồi cảm ơn anh tạm biệt mấy anh à. ủa à. chú tư hoàng chào mỹ dung chào anh dạ chào, chào. Chú đi đâu đây Chú qua út thăm con gái của chú Sao chú không rủ má con với lại Quốc Hùng đi chung Để cho Quốc Hùng gặp em gái nữa à, Thôi để dịp khác đi con Nhưng chú à Thời gian không có chờ ai đâu Chú biết Nhưng mà mỗi người mỗi hoàn cảnh con à Dù là hoàn cảnh gì Thì mình cũng phải vượt qua Chú mà dội đầu hàng là con giận chú luôn đó ừ, Chú hiểu rồi Thôi để chú đi không trễ con à Dạ thôi chú đi ừ. Thôi à, tạm biệt anh nha Đi đường mình đây chú đi nghe con dạ chú đi nha chú con chào chú chào con em lấy điện thoại ra xem kỹ bức ảnh đi xem có phải là ai đó đã chụp anh với mày dùng ở đây hay không đến cả cái vết sần này cũng có trong bức hình đúng không em phải nhìn cho thật kỹ đi anh đâu có khùng đến mức mà hẹn hò với lại mỹ dung ở ngay tại bệnh viện của mình để cho em với lại mọi người nhìn thấy đâu anh đâu có ngu tới mức như vậy đâu em <laughs> em không phủ nhận điều đó nhưng điều em muốn nói là cái khác kia kìa em thấy anh có đủ trí thông minh để hiểu mà em đâu cần phải nhắc đi nhắc lại điều đó đâu còn bức ảnh này ở đâu ra chắc hẳn là không phải ở trước cửa phòng khám nữa chứ anh trực anh trực dạ xin mời cả nhà ờ à, chị năm hôm nay chị khỏi phải nấu cơm vì tôi đã tiệc mời bên ngoài Cùng ăn mừng một sự kiện vô cùng quan trọng Là sự kiện gì vậy ba Là mẹ kế con sắp có em bé Vậy mà bà chủ kín tiếng quá Không có nói cho ai biết hết Thì tôi muốn mọi người bất ngờ thôi Dạ thưa ông bà Cậu đây muốn gặp cô Thanh Tú Chào cậu Chào ông Mời vâng ngồi Ờ chị lên lầu Kêu Thanh Tú xuống đây cho tôi Dạ Có chuyện gì mà cậu có vẻ tức giận dữ vậy Rồi ông sẽ biết tôi với anh còn gì nữa đâu mà anh cần gặp tôi để làm gì xin ông bà hãy ngồi xuống tôi cần ông bà ngồi nghe con gái của ông bà giải thích về mọi chuyện ừ. trước mắt mời ông bà hãy xem hai bức ảnh này trời còn bây giờ tôi đề nghị cô thanh tú giải thích rõ về tấm hình này cô đã chụp nó được khi nào và tại sao cô lại gửi nó cho vợ của tôi hả hình gì tôi đâu có biết à thì ra hai người vẫn còn hẹn hò qua lại với nhau rồi bị ai đó bắt gặp Chụp hình được Rồi gửi cho vợ của anh Rồi bây giờ anh đổ thừa cho tôi chứ gì Còn ăn nói cho cẩn thận đó Ai hẹn hò Thì ảnh sờ sờ ra đây nè Tôi đâu có thấy dấu hiệu gì của gì kép ảnh đâu Có nghĩa là Cô nói cô vô can trong việc này Đúng vậy Vậy thì cô hãy đưa điện thoại của cô đây Điện thoại của tôi Mắc mớ gì đưa cho anh nếu như trong điện thoại của cô không có hai bức hình này thì cô mới là người vô can <laughs> được đây xem đi chỉ toàn là hình cá nhân của tôi trong đó thôi đó anh thấy rõ ràng tôi là người vô can đó nha Bây giờ Anh phải trả lại danh dự cho tôi Và anh phải giải thích với ba tôi Vì sao cho đến bây giờ Hai người vẫn còn hẹn hò Và gặp nhau như trong bức ảnh này Tôi không biết Là ai đã chụp hai tấm ảnh này Gửi cho vợ của anh Nhưng mà anh à Tấm hình ở trong nhà hàng Là do Thanh Tú hẹn em đi ăn Rồi anh Tấn Trực bất ngờ xuất hiện ở đó Em hoàn toàn bất ngờ với việc này mà Thanh Tú cũng đã liên lạc với tôi Cô ta nói là cô ta biết lỗi Và muốn trở thành bạn bè thân thiết Tôi không muốn làm cô ta tổn thương thêm nữa Cho nên mới nhận lời Nhưng không ngờ tới nơi Thì lại gặp Mỹ Dung ngồi một mình ở đó Vậy có nghĩa là con đã bay ra chuyện này Và chụp bức ảnh này có đúng không No Con không làm điều đó Họ cùng phe với nhau đó Ba tin họ hay là tin con Vậy còn bức ảnh thứ hai thì sao sao hai người không chịu giải thích cho ba tôi nghe bức ảnh thứ hai là hôm đó em đi tới khám theo lời hẹn của bác sĩ sau đó em đứng trước cổng bệnh viện thì thấy tấn trực đi ngang qua em chỉ là chào hỏi vài ba câu thôi không lẽ chúng tôi không hẹn hò ở đâu mà lại hẹn hò trước cổng bệnh viện nơi tôi và vợ tôi làm việc nè ba coi đi Bức ảnh cũng gửi đến vợ của Tấn Trực Bằng số điện thoại khác Không phải số của Thanh Tú Đó Bà thấy chưa Có phải con là thủ phạm đâu Chính cô đã dùng cái điện thoại khác để chụp hình Và sau đó gửi cho vợ tôi Tôi khẳng định điều đó Bằng chứng đâu Anh không có quyền du khống người khác như vậy Tôi muốn làm sáng tỏ việc này Vì nó không chỉ là danh dự của tôi Của Mỹ Dung Mà còn là danh dự của ông Và vợ của tôi nữa vì vậy tôi xin phép ông Hãy cho người lên phòng của cô Thanh Tú Tìm những chiếc điện thoại khác Tôi tin là cô ta chưa kịp thủ tiêu Phòng của tôi không ai được phép vào hết Chị Năm Dạ Lên tôi biểu Dạ thưa ông Thì lên phòng Thanh Tú Coi có điện thoại nào không Đem xuống cho tôi Ba Nhanh đi Thanh Tú Ngồi yên đó cho ba Dạ đây thưa ông chủ Chuyện như vậy mà con chối được sao Tại sao cũng làm như vậy hả Cảm ơn ông về tất cả. Tôi xin phép. Cũng may là cậu ta đến và làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh sẽ nghiêm khắc và dỗ thanh tú. Em đừng suy nghĩ buồn phiền sẽ làm ảnh hưởng đến thai đó. Em không ngờ thích tú lại đối xử với em như vậy em chẳng qua là nó ghen tức với cậu ta nó muốn phá gia đình cậu ta thôi chứ không phải phá anh và em đâu vì nếu muốn phá anh và em thì nó đã gửi bức ảnh đó cho anh rồi em cũng nên nghĩ như vậy mà thông cảm cho con nghe cô ta đúng là một con rắn độc nếu mình không chặn đầu trước như vậy Mỹ Dung cũng sẽ lãnh đủ hậu quả với người con chồng đánh ma này Tấn Trực Anh đi đâu mà giờ này mới xuất hiện vậy Ờ Anh đi công việc <laughs> Chứ không phải anh đến thăm cô ta hả Tìm cách để hai người thông đồng với nhau nếu mà như vậy thì anh có thể gọi điện thoại được rồi việc gì anh phải tới gặp chứ vậy có nghĩa là anh công nhận với em anh đến gặp cô ta đúng vậy anh tới gặp thanh tú để hỏi tội cô ta rất may là có vợ chồng ông đại tứ ở nhà nên anh đã nói rõ mọi chuyện cho họ nghe luôn <laughs> chứ không phải là anh lo lắng cho mỹ dung rồi đến tìm cách giải tỏa cho cô ta hả nếu không á thì tại sao anh không cho em đi chung để năm mặt một lời anh lại bỏ đi một mình như vậy em à bây giờ em đang trong giờ làm việc em lại là bác sĩ em không thể nào bỏ ca trực được mà <laughs> thôi đủ rồi anh tưởng là tôi tin anh hả có việc gì thì uh, vợ chồng mình về nhà nói ở đây là bệnh viện thôi em về làm việc đi trả điện thoại cho em Con muốn người khác tôn trọng mình Trước hết con phải biết tôn trọng bản thân mình trước cái đã Con làm ba xấu hổ gì con quá Con nghĩa là ba tin hai người đó Chứ không tin con Ba tin vào sự thật một niềm tin có căn cứ đó cũng chỉ là những suy luận thôi ba chưa chắc đâu ba cũng đừng có tin quá có khi cả đứa con trong bụng của cô ta cũng chưa chắc là con của ba đâu à. sao ba đánh con con nói như vậy để cảnh báo ba có gì sai ba không cần con cảnh báo lòng dạ con thật là đen tối và hiếm độc mà được ba cứ sĩ giả con đi con sẽ không bao giờ quên những lời nói và cái tác của ba hôm nay đâu Khi không Lại lôi nhau ra công viên để làm gì em Tôi muốn ra đây nói chuyện cho thoải mái Chứ ở nhà có má Tôi sợ má biết chuyện Rồi lại lo lắng nữa Anh muốn là Dù chúng ta có giận nhau đi chăng nữa Cũng phải xưng hô với nhau là anh với em Đừng có xưng hô là tôi như vậy Chuyện không có gì nữa Tất cả là do cô Thanh Tú Muốn phá hoại gia đình của chúng ta Em tin thì tin Không tin thì thôi 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 là thôi thế nào Anh muốn ly thân Hay là ly gì tại sao em lại muốn làm lớn chuyện như vậy hả thu minh em không làm lớn chuyện lên chắc để cho mấy người dắt mũi quá ha trời đất ai dắt mũi em thì đó có thể là cô ta ghen ăn tức ở ghen tu với lại em nhưng mà nếu như giữa anh với lại mỹ dung không có chuyện gì thì làm gì người ta có thể chụp được những bức ảnh đó Gửi qua cho em được chứ Khổ quá Cái bức hình mà chụp dưới gốc cây Trước cửa phòng khám thai Là anh đã giải thích cho em rồi Còn cái Tấm hình mà Ở trong nhà hàng đó Hôm đó anh với Mỹ Dung Bị Thanh Tú gài tới Bây giờ anh nói ra em cũng không tin Anh không muốn nói nữa Nếu mà em không tin á Thì anh phải giải thích thế nào để cho em tin chứ chứ đâu phải anh cứ ngồi im cho qua chuyện như vậy em muốn anh làm sao thì em tin nè <laughs> dắt em đi qua nhà ông đại tứ để nói rõ mọi chuyện giống như là anh đã từng nói với họ vậy đó minh em nghĩ sao vậy em nghĩ lòng tự trọng danh dự của anh một người chồng một người đàn ông phải để ở đâu làm sao bây giờ anh có thể dắt em qua bên đó nói chuyện được chứ Không có được đâu Thì đó Anh thấy chưa Anh kêu em tin anh Em tin như thế nào bây giờ Em không tin thì về Anh hết cách rồi <laughs> Anh muốn về á Thì về đi ừ con biết không chú tư hòa bên út mới điện về nói là con gái chú bên đó có nhà cửa rộng rãi có giường cây ăn trái khí hậu rất là mát mẻ ừ. nhưng mà buồn lắm con à vì nhà ở ngoại ô con gái đi làm từ sáng sớm tới tối mới về suốt ngày chú tư hòa không nói chuyện với ai một câu chú buồn lắm vậy thì má cứ bảo chú tư hòa về đi chứ ở bên ấy làm gì à. thì má cũng nói vậy nhưng mà chú ấy nói bỏ con gái một mình thua thủi cũng tội nhưng mà rồi chị ấy cũng sẽ lấy chồng mà chuyện mình thì mình lo chuyện thiên hạ lo làm cái gì anh cũng lạ thiệt đó đến cha đẻ của mình mà anh còn dửng dưng như vậy thì anh còn tình cảm gì với ai nữa cha con cái gì chứ anh chỉ là đứa con ra đời ngoài ý muốn của ông ta sao còn vui chơi vô trách nhiệm của ông ấy mà thôi chào cô cô tìm ai à, tôi cần gặp ông bà đại Tứ. à ông bà chủ vừa qua nhà ngoại rồi bây giờ chỉ có cô thanh tú ở nhà thôi vậy cho tôi gặp thanh tú cũng được dạ mời cô vô dạ mời cô ngồi ừ và mời cô uống nước ừ. để tôi lên mời cô thanh tú xuống. Dạ, cảm ơn chị. Chào chị. Chị ngồi đi. Chị có chuyện gì mà tới gặp tôi vậy? Ừ tôi hiểu vì sao chị gửi những bức ảnh đó cho tôi nhưng mà tôi không hiểu tại sao chị có thể chụp được những bức ảnh đó thật ra thì tôi chỉ chụp được tấm ảnh hai người đó hẹn hò ở nhà hàng bữa đó tôi đi ăn với bạn bè vô tình tôi thấy họ vậy mà họ lại nói là tôi gài bẫy họ để họ gặp nhau vì sao mà tôi gài bẫy họ được chứ họ đúng là ăn ngang nói ngược để chối tội còn tấm ảnh kia thì tôi không biết tôi đâu có làm gì trong bệnh viện đâu mà tôi thấy họ thật ra không phải tôi cố ý muốn phá vỡ hạnh phúc của anh chị đâu chị nghĩ đi tôi như thế này mà không lấy được một người chồng xứng đáng hay sao mà sao phải đi tranh giành con người đó với chị chứ tôi làm những điều này chẳng qua là tôi thương chị và ba của tôi thôi Hai người đã bị họ cấm sừng mà không hề hay biết. Vì vậy, tôi báo cho chị biết để chị bảo vệ hạnh phúc của mình thôi. Chị nghĩ thử coi, hai người đó yêu nhau từ nhỏ và sống với nhau 6 năm như vợ chồng ở bên nước Mỹ. Vậy mà chỉ vì chuyện của hai người cha, họ chia tay nhau và coi nhau như kẻ thù được hay không? Chị tin, ba tôi tin, chứ tôi thì không tin đâu và bằng chứng là họ vẫn lén lút qua lại với nhau đó thôi thôi đủ rồi dù sao tôi cũng cảm ơn chị nhưng từ nay chị đừng bao giờ dính dáng bất kỳ chuyện gì giữa tôi và anh tấn trực nữa chào chị Alo. em đâu rồi sao anh quay lại đây tìm em mà không thấy anh không cần phải đón tôi con mới về đó hả dạ thưa má con mới về ừ bé bo ngủ rồi hả má ngủ rồi con sao hai vợ chồng con về trẻ vậy ủa còn tấn trực đâu Con không có biết. Ủa? Sao hai vợ chồng đi chung xe mà con không biết là làm sao? Ừ, dạ tại vì con phải qua nhà một người bạn. Cho nên con về trước. Má nè. Ngày mai mình dọn về nhà mình ở nha. Sao vậy? Hai vợ chồng lại giận nhau à? Ừ, dạ không có. Tại con muốn về nhà mình ở để cho gần chỗ làm hơn. Con muốn ở bên đó có bạn bè bà ừ. con chờm sớm đi ra ừ. đi vô nói chuyện cho vui vẻ ừ với lại mùng một ngày rằm má hương khói cũng dễ hơn ừ về bên nhà mình á thoải mái hơn con à lại gần chợ búa dễ mua bán hơn ở đây á cứ như ngồi trên chuồng cua á mà ở trung tâm thương mại á cái gì cũng đắt dạ vậy là má đồng ý rồi nha ngày mai á con trực ca tối Buổi sáng mình rảnh Mình dọn về nhà sớm nghe má Ừ à, Nhưng mà con phải nói với Tấn Trực một câu chứ Rồi cả nhà mình cùng về bên đó luôn ha Thì để con nói với ảnh cho Má không cần phải nói đâu ừ. Má Má ăn cơm trước đi Con con ăn cơm với bạn rồi Thôi Má chờ Tấn Trực về ăn cho vui Thôi má đừng có chờ nữa Má cứ ăn trước đi Thôi, má chờ Tấn Trượt về ăn cho vui. Ừ. Vậy thôi, con lên lầu đi tắm nha. Ừ. quốc hùng đúng là bảo thủ số một mà anh nói sao cũng không chịu nghe em đã nói với anh rồi quốc hùng á cần phải có thời gian để vượt qua cú sốc này thời gian đó là bao lâu em không thấy má như cái cây đang héo dần và thiếu nước sao anh anh nói như vậy làm em sợ quá à chứ còn gì nữa về điều này anh hiểu má hơn em đó nhưng mà em nghĩ á má buồn bởi vì Quốc Hùng biết là nó không phải là con ruột của má Nên má lo lắng là Quốc Hùng sẽ không kính yêu má như trước nữa Chứ không phải là má buồn chuyện chú Tư Hòa đâu Anh nghĩ là cả hai lý do đó Chứ không phải là một lý do nào khác đâu em <laughs> Tình già cũng già diết lắm đó em Hay là để ngày mai em gọi điện cho chú Tư Mình sẽ gắn kết chú và má lại với nhau ừ. Anh nghĩ đó cũng là việc nên làm mà Vậy anh có biết điều anh nên làm là gì không? Là việc gì chi? Làm lành với Thanh Tú Con gái đã lớn rồi Mà anh đánh nó như vậy Là không đúng đâu Anh làm như vậy á Thì Thanh Tú sẽ ngày càng ác cảm với em hơn Anh biết rồi Để mai anh nói chuyện với nó Ừ công ty quốc đạt khánh thành nhà máy chế biến thủy sản sao được nhà máy của trần cương này sẽ hiện đại nhất thế giới chờ đó tôi nghe nè sao đến bây giờ Ông vẫn chưa gửi lại tiền cho tôi. Tôi đã đưa số tiền đầu tư cổ phần của cô vào xây dựng nhà máy rồi. Nếu cô cần rút lại cổ phần thì tìm người bán đi chứ tôi không mua. Cái gì? Vậy là ông muốn hủy số tiền đó của tôi luôn sao? Cô ăn nói cho cẩn thận nha. Tôi làm đúng hợp đồng thôi. Nếu muốn kiện á, cô cứ kiện đi. Tôi đi hầu. Alo, alo. <laughs> được huấn nạn ông cứ chờ đó em nghe nè anh cậu hải hả qua phòng tôi gấp dạ vô đi dạ anh gọi em anh đặt mua các dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến nhất thế giới để trang bị cho nhà máy mới của mình. Dạ, em biết rồi nhưng mà giá hơi cao đó anh. Cao cũng mua, mượn nợ cũng mua. Không để tụi nó dên mặt lên, người vô mũi tụi mình. Dạ. Tôi sẽ liên hệ rồi báo cho anh sau. Đi liền đi. Dạ, chào anh. Đã chơi, chơi tới cùng. thanh tú à, ba xin lỗi, vì nóng giận mà ba đánh con. nhưng con cũng phải biết, con an nói như vậy, không những xúc phạm đến tư cách đạo đức phẩm hạnh của gì, mà còn làm tổn thương lòng tự trọng và danh dự của ba nữa. tại sao con lại dám nói, đứa con trong bụng của gì, chưa chắc là của ba. những chuyện hệ trọng như vậy, không phải muốn nói là nói đâu con. nhưng không phải vô cớ mà cậu nói như vậy vậy thì vì lý do gì con nói cho ba nghe đi nhưng ba cũng nói trước con phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình nên phải suy nghĩ cặn kẽ trước khi nói tại con thấy á mỗi lần mà ba về mỹ á là người ta cứ như chim sổ lòng vậy đó cứ tung tăng đi suốt có mấy khi ở nhà đâu không tin á thì ba hỏi gì năm thử coi nếu như vậy mà con nghi ngờ đứa con trong bụng của dì chưa chắc là con của ba con quá hồ đồ rồi con có biết không vậy con hỏi ba bà có biết ý đồ của anh ta đến nhà mình để làm gì không để làm sáng tỏ mọi chuyện chứ làm gì làm sáng tỏ hết mọi chuyện để minh quan cho ai nếu minh quan cho anh ta thì anh ta đã dẫn theo vợ đi cùng rồi chứ minh quan với ba thì anh ta được cái gì rõ ràng là anh ta đến đây là để minh quan cho gì để đề phòng những bức ảnh kia sẽ đến tay của ba nhưng vì sao anh ta lo cho gì thì ba biết rồi đó điều này thì hình như thanh tú đã nói đúng vậy thì rõ ràng chứng tỏ là họ vẫn còn tình cảm với nhau quan tâm lo lắng cho nhau phải không ba thôi con đừng nói nữa một ngờ mười tội con cứ sống cho vô tư Điều đó tốt cho con hơn Lẹ lên Để nắng em đó con à Dạ Má đi xuống trước nha Dạ má à, con má sao vậy sao buồn hiu vậy má à, không có gì đâu con mà xe cũng đâu rồi à lái xe đưa con tới xong rồi đi công chuyện rồi anh đại tứ nói giờ con đang có bầu nên không cho con lái xe má ừ. con có gọi cho chú tư chú tư nói không có quen khí hậu ở bên đó nên là ừ. chú bị đau đầu hoài. Còn chú ấy đưa đi khám. Nên là con cũng không có nói chuyện được nhiều. Thì già cả rồi. Đâu còn trẻ trung nữa đâu mà dễ thích nghi con. Má. Ừ? Con định kêu chú ấy là nói chú ấy về nước. Má với chú ấy tiến tới hôn nhân đi. vui vẻ tuổi già. Ừ. Già cả rồi hôn nhân gì nữa con. Má này. Già thì có tình già chứ. Anh đại tứ ủng hộ má 100% luôn. Cái gì? Con nói cho đại tứ nghe rồi hả? Ừ. À. Còn sao đâu má. Con thiệt à. Anh đại tứ cũng là người trong nhà mà. Con biết tại sao má buồn không? Cả đời đuôi con, mà bây giờ thành con của người ta rồi. Mà nó quốc hùng hả? Chứ còn ai vô đây nữa. Má à thì Quốc Hùng á Nó vẫn yêu thương má Vẫn tôn trọng má như là má ruột mà Coi như má ruột Khác với là má ruột Hai người đâu có giống nhau đâu con Con hiểu Nhưng mà công nuôi lớn hơn công đẻ mà má Với lại á Má cũng nghĩ coi Bây giờ á, má vừa có con gái Vừa có con trai Sau này á là có thêm cháu ngoại Rồi cháu nội nữa nè Tới lúc đó vô nhà vui cửa Má đừng có suy nghĩ nhiều nữa <laughs> alo anh tư hả ờ thai ba tuần tuổi Thai ba tuần tuổi là bằng đúng thời gian ba mình về Mỹ Khi không ở với nhau cả năm không có thai Trước khi ba về Mỹ lại có thai Thai bốn tuần tuổi Tái khám ngày 20 tháng 8 Bác sĩ Liễu Hạnh Ông tấn trực. Má con em về bên ngoại một thời gian. Nếu anh thật sự yêu thương má con em thì hãy dứt bỏ hoàn toàn quá khứ để toàn tâm toàn ý sống với má con em. Còn nếu không, chúng ta cũng sẽ tìm một giải pháp chia tay để làm tổn thương nhau nhất. Chào anh Ngủ đi ha. Ừ, ngủ ngoan. Ừ, dạ chào mà má Tấn trượt đây nè. Con trai. Thôi nín nín ừ. nín con trai. Ờ, à, nín nè, nín nè. Chắc Trời. là nhà ừ. nên uh, nó cứ quấy khóc hoài vậy đó. Dạ. Con trai quấy bà ngoại quá nha. Ừ. Nín đi con, nín nha. Ừ. Hay là Vậy thì uh, mình về nhà con đi má. Trời, đi tới đi lui làm gì cho nó mệt con. Chắc là vài bữa thằng nhỏ nó quen liền mà. Ừ. Dạ. Bà vợ con đâu rồi má Nó đi trực rồi con Ừ à, Con quên mất Ừ à, Nín ừ. đi Nín à, thôi. Con vô à. tắm rửa rồi ăn uống đi ừ. Má ăn với Thu Minh rồi Để má má ẩm bé bo cho Ờ ừ, để má dỗ cho Ồ ừ. Nín ừ. đi đính đi nha má Ngủ ngang Để ba ăn cơm nghe con Ừ Ừ <laughs> ừ. 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 ừ Ngủ ngoan nghe con Ừ Má nè ừ, Có chuyện gì vậy con Con định thuê một người giúp việc Để có người nói chuyện với má cho vui Với lại con cũng sắp sanh rồi Cần có người đỡ đần chứ má Không cần đâu con Để cho má làm việc Má ngồi không má buồn lắm Má chỉ nấu bữa cơm thôi Còn giặt vũ lau chùi nhà cửa Má đã thuê người làm Một tuần làm hai lần đó con Nhưng mà có người vui vẻ với má Thì con cũng yên tâm hơn mà <laughs> Không sao đâu, má quen rồi. Nhưng mà anh quốc khùng ảnh muốn như vậy. Má đừng từ chối, anh quốc khùng ảnh buồn á. À. Thôi được rồi. Nếu muốn như vậy thì má gọi chú Sáu bên nhà qua phụ với má một tay được chưa? <laughs> vậy cũng được. <laughs> vậy thôi, mình đi ngủ nha má. Từ nay con sẽ qua ngủ với má cho má vui nha. À. Có chồng thì ngủ với chồng đi, ngủ với má làm chi? Thôi, con bầu bị như vậy ngủ với chồng chi má ừ. thôi được rồi tối nay qua ngủ với má nghe <laughs> dạ ai em... cho anh về đây vậy thì uh, vợ con anh ở đâu thì anh ở đó thôi em hỏi gì lạ vậy anh nói hai chữ vợ con mà không biết ngượng miệng hả thì là vợ con anh nói là vợ con chứ không lẽ anh nói là hoàng hậu chứ là hoàng tử hả ừ. em thôi mà em anh xin lỗi anh bị quan mà anh biết phải nói sao để minh quan đây quan hay không á thì tự anh biết anh đừng có lấy má con tôi ra làm cái bình phong cho anh nữa tôi tội một hả à? thằng khôi nó tội tới mười lần trời ơi sao em không chịu hiểu cho anh giả thu minh Đã có người khác hiểu anh hơn tôi nhiều rồi kìa Thôi Con về rồi hả Thu Minh Dạ, thưa má con ừ. mới về Dạ, con chào má Con đi làm hả Dạ Ừ, con đi đi Con đi ngay má ừ. Má, bé bỏ ở nhà có quấy bà ngoại dữ lắm không ừ. Quấy một hồi rồi ngủ một mạch rồi con <laughs> Dạ Hai vợ chồng cùng làm một bệnh viện Mà một đứa thì về Một đứa thì đi Cứ như là mặt trăng mặt trời vậy Đã vậy mà con còn giận hờn chi cho tội về Thu Minh Kệ con đi má Má không có hiểu hết chuyện đâu Hiểu chứ sao không hiểu Coi cái cách hai đứa nói chuyện Là má hiểu hết à Mà má nói thật nha Con mà cứ ghen kiểu đó đó Thì đẩy chồng con về phía người ta thôi Con đừng có dạy con đó phải tỏ ra là người cao thượng rộng lượng có thể con không hơn người ta về tài sắc nhưng mà con phải hơn người ta về cái đức cái nết ăn nết ở cái yêu chiều độ lượng thì trong mắt chồng con không có ai hơn con đâu đó cũng là bí quyết mà ông bà ngày xưa để lại đó con nhưng đó là lý thuyết thôi má ơi chứ thực tế hả ai mà không ghen cho được hả má nhưng mà cái cách mà má vừa nói với con á là cái cách ghen khôn ngoan nhất vừa giữ được chồng vừa nâng cao cái nhân cách của mình lên con chịu thôi không đúng ai cũng làm được hết nhưng phải biết tôn trọng bản thân mình trước mà con... thôi con vô tắm rửa ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi chắc là cả đêm hôm qua thức suốt đêm rồi má nói cũng có cái lý của má chị siêu âm chưa mời cô nguyễn thanh tú trai gái chị con gái em chị mừng dạ trời mời cô dạ. dạ cảm ơn chị chào em chào chị mời em vào trong à em đến đây không phải để khám thai em muốn nhờ bác sĩ giúp em một việc em cứ nói chuyện này rất tế nhị cho nên em viết ra giấy Xin bác sĩ xem giùm em Làm theo yêu cầu của em là sang nguyên tắc y đức của chúng tôi Nhưng nếu giúp cho anh chị của em hàn gắn lại gia đình Để cho bé sinh ra có ba mẹ Thì tôi nghĩ đó là một việc tôi nên làm Giả lại thêm hoặc bớt một hoặc hai từng thai Thì đó chỉ là theo dõi tình trạng của thai nhi Không có ảnh hưởng gì đến nó Dạ em cũng nghĩ vậy cho nên em mới dám đến đây nhờ bác sĩ giúp ạ trong này là tên của thai phụ và hình ảnh chụp khám thai kỳ trước em xin bác sĩ giữ lấy để nhớ và giúp em <laughs> thôi được rồi cô yên tâm đi đó là việc giúp người chứ không phải hại người đâu <laughs> à, nhưng mà xin bác sĩ giữ kín chuyện này giùm em kể cả thai phụ để chị em không bị ảnh hưởng tâm lý. Được rồi, tôi biết rồi. Em cảm ơn bác sĩ nha. Không có gì, em xin phép. Em à, Emma, nếu là con trai, anh sẽ cho em đặt tên. Còn nếu là con gái, anh sẽ dành quyền đặt tên. Ừ, gì kỳ vậy? Bộ anh cũng có suy nghĩ phân biệt con trai con gái hay sao? Không, không phải phân biệt con nào cũng quý hết em phải biết người ta có nói nếu là con gái được cha đặt tên thì sẽ vững vàng và cứng cáp hơn còn nếu như con trai được mẹ đặt tên thì nó cũng sẽ dịu dàng và lịch lãm hơn đó em anh cũng tin những điều như vậy sao ồ tin chứ con gái sinh ra đã yếu đuối rồi thì cần phải thêm một chút vững vàng và cứng cáp có đúng không nè còn con trai đã cứng cáp rồi thì cần phải một chút dịu dàng mềm yếu cho thêm phần lịch lãm đáng yêu hơn vậy không tốt sao không phải là không tốt chỉ là em hơi bất ngờ khi mà anh tin những điều như vậy thôi <laughs> vậy là thanh tú là do anh đặt tên phải không ờ à, đúng vậy còn anh khang là mẹ nó đặt tên bây giờ thì em tin rồi nhưng mà sau này nếu là con gái anh phải để cho em đặt tên thì em mới yên tâm được ờ <laughs> cứ ở đó cười đi rồi sẽ biết tay tôi thưa ba con mới về ừ. <laughs> Thưa má, ừ. con đi làm mới về Con ăn uống gì chưa để má vô má hâm đồ ăn cho con ăn Dạ, con có ăn rồi má Dạ, bé bò ngủ rồi hả má Nó ngủ rồi con Dạ <laughs> Sao anh lì quá vậy Thôi Minh Con có thôi đi không Thích ly dị thì đi ly dị đi đứa đi lấy chồng đứa đi lấy vợ để bé bo ở lại cho má nuôi ai đi lấy ai thì đi còn ở với má ở với bé bo kìa thu minh thu minh tấn trực nó nguôi rồi đó nhưng mà lỡ làm mặt giận nên giận luôn đó thôi con mau ra làm lành với nó đi 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 con dạ ừ. cảm ơn má ừ. Cho anh xin lỗi đi mà Em giận như vậy á Cả má và con Đều không vui hết trơn á Em cũng biết là anh bị quan mà quan thị màu á Không phải Nỗi quan của anh là nỗi quan thị kính Một trăm phần trăm Em có muốn anh thề không Thôi thôi Lời thề gió bay Anh làm sao á Sống cho xứng đáng với con á, thì anh làm Đừng có để lương tâm xấu hổ với nó anh là một người cha rất tuyệt vời Một người chồng cũng tuyệt vời luôn Em không có giỡn với anh Anh cũng không có giỡn Anh cảm ơn em nhiều lắm Nhờ có em Mà anh mới nhận ra Con người ta không thể sống Với những kỷ niệm của quá khứ Mà phải sống với hiện tại Và tương lai của mình Mỹ Dung bây giờ Đối với anh chỉ là một quá khứ xa xưa Vì vậy Chúng ta đừng có bao giờ Nhắc tới chuyện đó nữa Em có đồng ý không Vậy anh nghĩ là Em muốn nhắc đi nhắc lại lắm hả <laughs> Vậy thôi Vậy mình xí xóa hết đi Chịu không ừ? <cười> <cười> người tiếp theo mời chị mỹ dung tới em rồi vô đi em thai phát triển tốt. Từ nay về sau, nếu không có gì bất thường thì không cần phải mỗi tháng đi khám một lần. Có thể hai hoặc ba tháng khám một lần cũng được. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cô cần uống thêm canxi, nhất là chất sắt. Người mẹ lúc nào cũng phải vui vẻ và khỏe mạnh thì thai nhi mới phát triển tốt nha cô. Dạ tôi nhớ rồi cảm ơn bác sĩ. Ừ. Chào bác sĩ tôi về. Ừ. Cảm dạ, ơn cô chào chị. Em. Bác sĩ nói sao em? Bác sĩ nói là cái thai phát triển tốt cứ theo dõi thôi. Vậy thì tốt quá mình về. Ừ. xuống đi em. Ba già gì mới đi bệnh viện về đó hả? ừ. Đâu, giấy siêu âm đâu? Dì cho tôi coi thử. Tìm hiểu sớm gì con? Cũng phải coi để biết chứ ba. Đây là giấy siêu âm của gì? Em, uống trà đi em. <laughs> Ủa Tưởng hình em bé làm sao Chứ có thấy được gì đâu <laughs> Mới có 8 tuần mà con Đâu có Mới có 7 tuần mà Bác sĩ ghi nè Sao lạ vậy Lần đầu tiên đó, em đi khám Là 3 tuần Bác sĩ dặn 1 tuần sau tái khám dạ, Bây ý. giờ là 1 tháng sau phải là 8 tuần mới đúng chứ Sao lại là 7 tuần Chắc là bác sĩ ghi sai Mà sao bác sĩ làm gì cậu thả gì Siêu âm đôi khi cũng không có chính xác đâu ông chủ Em gái tôi siêu âm con gái Mà rốt cuộc đẻ ra con trai kìa Trời ơi ừ. chỉ một số trường hợp đặc biệt Nên mới như vậy thôi Siêu âm không đúng thì người ta siêu âm làm gì Để gì hỏi lại bác sĩ coi làm sao Vậy khi bác sĩ đưa kết quả siêu âm cho em Em không xem sao À không Lúc đó bác sĩ nói á, là cái thai phát triển tốt Em sợ anh chờ nên là em đi dội ra Không có xem luôn à, Anh, nhà máy mới xây xong chưa? Cũng sắp xong rồi Nhưng còn chờ lắp đặt máy móc Dây chuyền sản xuất chắc là phải 6 tháng nữa mới hoạt động được. Lâu dữ vậy đó, hả? Ừ, thì mình cũng phải làm cho nó quy mô hơn, hiện đại hơn mới cạnh tranh với người ta được chứ. Anh? Hả? Em nghe nói anh cho người ta cổ phần phải không? Đâu có đâu. Mà ai nói với em vậy? Thì à, em nghe loáng thoáng vậy đó, anh nói chuyện với ai nên em tưởng là vậy. Mà em hỏi chi vậy? Thì em hỏi Nếu mà anh có cổ phần nhà máy Thì xin cho em một ít em làm vốn Tại anh nói với em là Muốn gì thì nói với anh mà Lúc nào cũng của anh của em hoài vậy Của anh cũng là của em Vậy thì riêng chung làm cái gì Em hiểu chưa Nhưng mà em sống với anh á Không có đăng ký kết hôn Không có cưới sinh gì hết Lỡ mà anh có chuyện gì á Thì vợ con anh dành hết Cho em có được cái gì đâu nè Em lo xa quá Em cứ chăm sóc anh chu đáo như vậy Thì còn lâu anh mới già mới chết Mà có chết <laughs> Anh cũng làm di chúc thừa kế cho em Em chịu không Anh nói chắc đó nha Vậy em nghĩ Anh để tài sản này lại cho ai nữa Vợ anh thì xuất gia rồi Không cần tài sản Còn con anh cũng từ rồi Có dấu đỏ của chính quyền hẳn hoi Em cũng xem rồi đó vậy thì tài sản này không phải của em thì là của ai chưa biết á lỡ như á anh còn có cô nào khác nữa thì sao một trăm cô cộng lại á cũng không bằng cô mơ của anh nữa nhưng mà em muốn anh á phải chắc chắn rõ ràng ờ hay á là anh làm di chúc luôn bây giờ được không làm di chúc thì được rồi nhưng mà anh nghe người ta nói á làm di chúc sớm á sẽ bị xui xẻo lắm. Hay là vậy. Để cho em yên tâm, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Vậy là ok, ừ. đúng không? Nhưng mà anh đi đăng ký kết hôn với em á, không sợ người ta nói là đại gia mà đi cưới Oxin làm vợ hả? <laughs> vợ mà được một góc như ô này á là anh cũng thỏa mãn rồi. Vậy ngày mai mình đi đăng ký kết hôn nha. Nhưng mà anh đã ly dị vợ anh đâu, ai cho anh đăng ký kết hôn với em? Thì anh sẽ làm đơn xin ly hôn bãi Không lẽ pháp luật bắt anh phải sống như một đi cô trong chùa sao Con cáo già này cũng khó moi tiền đây Nhưng mà anh Em làm như vậy thì em cũng sợ mang tiếng với thiên hạ Người ta lại nói là em lấy anh vì tiền Thôi thì em cứ làm ô xin cho anh thôi Một ô xin được ông chủ yêu quý Và sẵn sàng dâng hiến hết cái tài sản này ừ, Nha Nè <laughs> Cái đó là em tự nguyện đó nha ừ. Mà anh nói trước Em mà lén phén với thằng nào là không yên với anh đâu Trời, anh suy nghĩ đi Ai mà kinh nghiệm hơn anh Mà em phải đi lén phén với thằng khác <laughs> Đúng là con mèo tinh khôn của anh <laughs> Anh dạy em chứ bộ <laughs> <laughs> ba, sao kỳ vậy ba Ba đi về Mỹ Đúng vào ngày sinh nhật của bạn con Nên con nhớ Từ đó đến nay Đã hơn 2 tháng rồi Nhưng sao cái thai của dì Chỉ mới có 7 tuần thôi Ờ, siêu âm cũng có lúc sai mà con Nếu siêu âm sai á thì phải sai hai cái phiếu siêu âm đầu. Chứ tại sao phải đến cái phiếu siêu âm này mới sai? Con đã hỏi một chị bác sĩ. Bác sĩ đó nói là trong những tuần đầu tiên cái này chưa có tượng hình cho nên siêu âm chưa có chính xác. Nhưng đến tháng thứ hai trở đi thì kết quả siêu âm đúng tới 98% lần đó ba. Tại sao con lại quan tâm tới chuyện này vậy? Con nói thật, ba đừng có la con. Tại... Con không có tin người ta Con tin hay không tin cứ để đó Đến khi đứa bé ra đời Ba sẽ thử ADN với nó Như vậy mọi chuyện sẽ rõ ràng Nếu nghi ngờ của con đúng Ba sẽ lập tức chia tay Còn nếu nghi ngờ con sai Thì đó là giải pháp tốt để giải quan cho dì ấy Con bằng lòng chưa Đợi đến 7-8 tháng lần hả ba Bao lâu cũng phải đợi Ba cũng nói thêm Từ đây đến đó con không được làm gì nói gì Để cho dì buồn hiểu không Vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé dù đứa bé là con của ba hay là ai đi chăng nữa thì đứa bé vẫn là một sinh linh vô tội con nhớ những điều đó ba ba có phải là phật bồ tát sống không vậy ba